chào các bạn, mình là Nghĩa ở bên Nghĩa Đâu Đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một số cái bí quyết. Có 5 bước nha anh em, 5 bí quyết để mình có thể chọn được một cái bộ dàn karaoke ưng ý nhất. Để cho anh em tránh những cái thắc mắc, khúc mắc về những cái như là chọn bộ dàn nó không hợp lý này. Về thì nghe nó chán các thứ, thì anh em có thể rất là nhiều những vấn đề trong đấy anh em nhé. Thứ nhất là rất nhiều người điện đến hỏi mình là: anh ơi, sao cái loa của em thế nọ thế kia về nó không hay được anh ạ? Em thử đấy thì hay nhưng mà về nhà thì không hay. Và cái nữa là về sau nghe một thời gian sau nó rè đi hay là như thế nào đấy, đẩy chẳng hạn đấy, đẩy cũng rất là nhiều những cái cách mà để chọn những con đẩy tốt anh em nhá. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho em tất cả những điều đấy trong cái video này. Anh em nhớ xem hết video này để thấy được những 5 điều đấy để có kinh nghiệm mình mua audio anh em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để mình chọn. Cái điều thứ nhất là anh em phải hiểu rõ là cái diện tích của cái phòng nhà mình là bao nhiêu. Diện tích anh em nhé, ví dụ phòng anh em là 25m, 35m hoặc 40m thì sẽ có những cái bộ dàn khác nhau anh em nhé, cho nó không giống nhau. Nhiều anh em là cứ thích những cái dòng loa Bose hay là loa JBL nó nhỏ, tầm 320 thì để đưa vào những cái phòng 35m² là không thể nào mà hay được anh em nhé, vì cái lực nhạc nó nhỏ. Cái điều thứ hai là anh em nên quan tâm là phải đồng bộ giữa các thành phần để tạo nên một tổ karaoke, giữa loa và đẩy, công suất. Cái phần công suất của đẩy và loa bao giờ thì cái phần công suất của đẩy nó sẽ lớn hơn loa đến 1.5 lần, để làm sao nó có thể đánh hết được cái công suất của loa ra mà nó khỏe, rất là bền mái anh em nhé. Em không nên dùng những cái con đẩy nhỏ quá, công suất nhỏ quá, một loa công suất lớn quá nó sẽ gây ra hiện tượng là một là cháy đẩy, hai là chập đẩy, là cháy cả loa luôn đấy, rất là tai hại luôn. Và cái thứ ba nữa là cái cách phối ghép giữa côn vang số và vang cơ. Một là anh em đã tiếp xúc qua vang cơ, vang số rồi, vang số anh em đã quen rồi thì mình nên chơi con vang số này thì rất là hay. Và cái thứ hai nữa, đối với những người cao tuổi hoặc là những người nhiều tuổi, người ta sẽ chơi vang cơ vì nó đơn giản hơn, chỉnh chỉ bằng cách là vặn những cái chiếc áp ở trên vang thôi, rất đơn giản, dễ dùng. Mà bây giờ nó sẽ ra những cái loại vang cơ mới đầy đủ cái tính năng như, gần như được vang số nhé, gần như thôi anh em nhé, nhưng không được như vang số. Đây là tính năng chống ngủ này, delay, double effect này, rất nhiều những tính năng khác, có cả vang cơ, có cả gì vào luôn đấy, rất là tiện lợi. Cái thứ tư nữa là cái cách phối ghép giữa các thiết bị này phải đồng bộ với nhau, giống như một bộ dàn mình đang ghép đây đấy, nó phải đồng bộ với nhau từ đẩy, vang, micro đấy, nó tạo ra một bộ dàn hoàn thiện đấy. Cái thứ năm nữa là cái chế độ bảo hành và chất lượng sản phẩm. Ở bên mình đây thì các sản phẩm này, như ví dụ như hàng cũ đã qua sử dụng được ngoài 6 tháng, những cái hàng mới như này bảo hành 10 năm, 12 tháng. Với chế độ bảo hành là trong 2 tháng đầu lỗi đổi mới, mà các tháng sau sẽ bảo hành theo chế độ của từng hãng một. Đấy. Ok, và một vấn đề nữa anh em hay gặp đấy là khi mà mình mua một bộ karaoke về hát thì nó rú rít thôi rồi luôn. Nghĩa là khi anh em bật mic ấy, khi mà hát mở to một chút là nó hú loạn lên anh em nhé. Thì đối với những cái bộ karaoke như vậy thì cái khả năng chống hú của nó rất là kém. Đấy, sẽ hát sẽ gây ra cái sự khó chịu cho anh em khi mà sử dụng để hát karaoke. Ở bên này thì những cái vấn đề đấy đã được Nghĩa Đô giải quyết rất là nhanh gọn anh em nhé. Đây là một cái bộ karaoke mẫu để cho anh em tham khảo. Bộ này gồm có là một cặp loa Audio Center anh em nhé, PF12 với cấu hình là một bát 30, một kèn đỏ. Bát và kèn đều do Italia của Baima, Tây Ban Nha sản xuất anh em nhé, và được lắp ráp tại China. Hàng xuất xứ nguồn gốc rõ ràng anh em nhé. Còn cái bộ này là sử dụng một con đẩy nguồn xung của Proel, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Italy. Đó, nhà máy sản xuất cũng tại China anh em nhé. Tiếp theo là một con vang cơ. Vang cơ rất là hay của hãng GA TF6 với sử dụng hệ thống chống hú đời mới nhất năm 2009 cho anh em cái khả năng chống hú rất tốt. Và đặc biệt là cái echo của nó rất là hay, sử dụng 2 echo kép anh em nhé. Tiếp theo là một bộ micro không dây ATB GF868 với các chức năng như là 3 giây tự ngắt, 15 phút tự tắt nguồn, tiết kiệm tối đa thời gian sử dụng pin cho anh em. Với dòng mic này anh em có thể sử dụng thời gian bật ra pin rất là lâu anh em nhé. Được các anh em tin dùng
và sử dụng trong các công trình lớn như là các cái chương trình karaoke, các quán karaoke. Và nó rất là tuyệt vời, cái chất âm của nó là chất âm rất là chuẩn. Phòng hát em nhé. Tổng cái bộ dàn này vào rơi khoảng tầm xấp xỉ 18 triệu. Anh em có thể liên hệ trực tiếp nếu quan tâm đến những sản phẩm này. Đây là một sản phẩm em đã bán rất nhiều trong thời gian qua. Đấy, mà được anh em đánh giá rất là cao nhé. Em chỉ nói qua về những cái sản phẩm như vậy thôi để cho anh em tham khảo. Bây giờ mình sẽ mở thử nghe qua cái chất lượng của bộ sản phẩm này bên mình nhé. Mở thử một đoạn đấy anh. Xin ghi vào trong tôi đây tâm. Ok, và bây giờ mình sẽ thử một bài hát karaoke trên cái bộ dàn này anh em nhé. Được thư lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lời thương, bao nhiêu lời nhớ, người thờ ơ, sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa nên người ta buồn mình. Yêu nhau làm chi, thương nhau nhiều lấy. Chấp nhận từ đây, tình trôi theo tháng. Cá ơi sao cá nỡ bỏ đi để
những cái vấn đề khác ngoài cái những vấn đề mình đã nêu thì hãy comment và liên hệ với Nghĩa Radio qua số điện thoại 0934573743 nhé, thì mình có thể giải đáp được thêm những cái thắc mắc của anh em trong quá trình sử dụng, gặp phải những cái sản phẩm nào đó mà anh em có thể gặp phải trong thời gian đấy, có thể liên hệ để bên mình giải quyết cho anh em những vấn đề đấy nhé. Và anh em thấy video này hay hãy chia sẻ và like cho mọi người cùng xem anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Và anh em nhớ là hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những video bổ ích sớm hơn những người khác nhé. Xin chào anh em.